bạn, chào mừng các bạn, các anh chị và các cô chú đã ghé qua kênh YouTube channel này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên thấy An hoặc là lần đầu tiên ghé qua kênh channel này á, thì hãy nhớ nhấn cái nút chuông màu đỏ phía dưới bên đây nha, để có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì hôm nay đã là ngày Chủ nhật rồi, tháng 8, ngày 16 Tây. An kính chúc các bạn, các anh chị và các cô chú có một cái ngày Chủ nhật thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân và giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt đó là những bạn nào mà ở tiểu bang California đó, thì tháng 8 sẽ là cái tháng mà nóng nhất ở Cali. Hiện nay á, trong nguyên cái tuần vừa qua và nguyên tuần sau, nhiệt độ của Cali á, nó sẽ dao động từ 98 tới 102-103 độ. Nên nếu như mà những bạn nào mà ở California thì đặc biệt các bạn nên giữ gìn sức khỏe, uống thiệt nhiều nước và ở trong nhà nhiều nhất mà có thể nha. Và ngày hôm nay á, em muốn chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin mà em vừa mới cập nhật được về cái tiền thất nghiệp $400 mỗi một tuần. Thì như các bạn cũng biết á, là vô thứ bảy tuần trước thì Tổng thống Donald Trump đã dùng cái quyền Tổng thống của mình để ký ra một cái sắc lệnh, tức là một cái executive order đó, để tiếp tục gia hạn cái tiền thất nghiệp mỗi một tuần là thành $400 mỗi một tuần. Và trong cái executive order này á, thì cái số tiền cho mỗi người thất nghiệp là $400, nhưng mà liên bang á, người ta chỉ bỏ vô $300 thôi, và tiểu bang á, người ta phải bỏ vô $100 còn lại. Thì hiện nay á, sở thất nghiệp người ta đã đưa ra những cái cho những cái tiểu bang hai phương án để mà người ta lựa chọn. Thứ nhất á, nếu mà tiểu bang nào đồng ý bỏ vô $100 mỗi một tuần thì những cái người dân ở tiểu bang đó, người ta sẽ nhận được là $300 của liên bang cộng với $100 tiểu bang cho thêm, và cộng thêm cái tiền thất nghiệp mà người ta vẫn nhận được bình thường của tiểu bang. Còn cái lựa chọn thứ hai á, là tại vì có một số những cái tiểu bang người ta nói là người ta không đồng ý cái gói hỗ trợ của Tổng thống Donald Trump, tại vì tiểu bang người ta không có tiền để mà có thể contribute, tức là có thể bỏ vô để mà cho được những cái người hiện tại đang thất nghiệp là cái con số $400 một tuần ngoài cái tiền thất nghiệp của tiểu bang. Thì bên sở thất nghiệp người ta cũng đồng ý, và những ai á, mà ở những cái tiểu bang mà không đồng ý bỏ vô cái tiền $100 đó, thì khi mà các bạn certify hay là các bạn request payment á, thì ngoài cái tiền mà thất nghiệp tiểu bang các bạn nhận được, thì các bạn chỉ nhận được cái con số tiền thất nghiệp là $300 mỗi một tuần của liên bang thôi, chứ không phải là $400 nha. Và em biết được đó là có 4 tiểu bang chắc chắn luôn đó là người ta không có cho $100 mỗi một tuần để mà làm thành cái tiền thất nghiệp sẽ là 400. Nên là những bạn nào ở trong 4 tiểu bang này á, thì trong thời gian sắp tới khi mà những tiểu bang này người ta nhận được cái tiền mà FMA, tức là tiền trong cái quỹ hỗ trợ thiên tai lũ lụt cho cái tiền thất nghiệp này á, thì các bạn chỉ nhận được cái số tiền là $300 mỗi một tuần thôi. Thì 4 tiểu bang này em thấy đa số đều là đảng Dân Chủ hết, tức là những cái người thống đốc đó là theo đảng Dân Chủ. Thì các bạn cũng biết đó là những ai mà những cái người thống đốc người ta theo đảng Dân Chủ thì đương nhiên người ta sẽ không ủng hộ những cái chính sách, cũng như là người ta sẽ không ủng hộ những cái dự luật mà Tổng thống Donald Trump đưa ra rồi. Thì 4 cái tiểu bang mà hiện nay người ta đã chắc chắn đó, là người ta nói là người ta sẽ không bỏ vô cái $100 đó. Nên nó là những bạn nào mà ở tiểu bang 4 tiểu bang này, thì khi mà các bạn gia hạn tiền thất nghiệp thì các bạn chỉ nhận được $300 mỗi một tuần của liên bang thôi. Thì tiểu bang thứ nhất á, là tiểu bang của em ở luôn, là tiểu bang California. Tiểu bang thứ hai á, là tiểu bang New York. Tiểu bang thứ ba á, là tiểu bang Pennsylvania. Và tiểu bang thứ tư á, là tiểu bang Kentucky. Tức là 4 tiểu bang này người ta đã chắc chắn á, là người ta không có bỏ vô $100 để mà những cái người thất nghiệp ở tiểu bang này nhận được $400 giống như là Tổng thống Donald Trump ký. Nên nếu mà các bạn ở trong 4 tiểu bang này thì ngoài tiền thất nghiệp của tiểu bang, các bạn chỉ nhận được $300 mỗi một tuần của liên bang thôi. Và có một cái tin vui khác nữa là hiện nay á, cũng có 4 tiểu bang khác người ta đã nhận được tiền từ cái quỹ hỗ trợ tiền thất nghiệp của bên FMA rồi. Tức là 4 tiểu bang này là có Arizona nè, Iowa nè, Louisiana và New Mexico. Và có nhiều anh chị ở tiểu bang Arizona đó, khi mà các anh chị log in vô cái account bên
thất nghiệp của mình á, để mà mỗi tuần mình vô mình certify tiền thất nghiệp hay là mình request cái payment á, thì các anh chị đã thấy được cái pending tiền mà 300 đô mỗi một tuần của bên liên bang cho rồi. Nên nếu như mà các anh chị nào mà ở 4 tiểu bang An vừa nói ở trên á, thì các anh chị có thể thử log in lại vô cái account của bên sở thất nghiệp của mình coi á, là mình có nhận được cái tiền thất nghiệp 300 đô mỗi một tuần liên bang cho không. 4 tiểu bang đó là Arizona, là Iowa, Louisiana và New Mexico. Hiện nay á, 4 tiểu bang này người ta cũng chưa có confirm, tức là người ta cũng chưa có chắc chắn là người ta có cho cái 400 đô, tức là người ta có cho thêm 100 đô mỗi một tuần để mà mình nhận được thành 400 đô hay không. Nên đó là khi mà các anh chị certify hay là request payment thì tạm thời các anh chị chỉ thấy được cái 300 đô tiền thất nghiệp mà liên bang cho trong cái quỹ mà ép mà thôi. Đó, nếu mà các anh chị ở 4 tiểu bang này, và còn rất là nhiều tiểu bang khác có, người ta vẫn còn đang suy nghĩ coi là người ta có hỗ trợ những cái người dân thêm 100 đô giống như là cái executive order mà tổng thống Donald Trump ký hay không. Thì cái này không phải nhiều về chính trị, nhưng mà thường á, thì em thấy á, là những cái tiểu bang nào á, mà cái người thống đốc á, người ta là người của đảng Cộng Hòa, thì người ta thường người ta sẽ ủng hộ những cái quyết định của tổng thống Donald Trump. Còn giống như em chia sẻ ở trên đó, những cái người thống đốc mà người ta thiên về bên đảng Dân Chủ á, thì thường người ta sẽ không muốn bỏ thêm cái 100 đô mỗi một tuần này vô để mà cho người dân được hưởng 400 đô mỗi một tuần. Thì bây giờ là tùy thuộc vô mỗi tiểu bang mà mình ở, thì mà tùy thuộc vô cái người thống đốc của mình, mà cái anh chị nào vẫn còn đang thất nghiệp á, thì mình có thể nhận được là 300 đô hay là 400 đô mỗi một tuần. Mà có một cái em muốn chia sẻ với lại tất cả các anh chị là không phải ai hồi trước trong cái gói Care Access mình nhận được cái tiền hỗ trợ 600 đô mỗi một tuần của liên bang, thì đợt này mình cũng sẽ tiếp tục nhận cái tiền hỗ trợ của liên bang nữa. Tại vì trong cái executive order mà tổng thống Donald Trump ký đợt này á, thì nó có một cái điều khoản, tức là mình phải đi làm, mình phải nhận được ít nhất là 100 đô mỗi một tuần từ tiền thất nghiệp của tiểu bang thì mình mới đủ điều kiện để mà nhận cái tiền thất nghiệp mà đợt này của liên bang cho là 300 đô hoặc là 400 đô. Thì cái cách tính này á, là nó dành cho những ai á, mà người ta thứ nhất á, là người ta bị giảm giờ làm. Ví dụ như hồi trước á, trước khi mà có dịch bệnh xảy ra, mình làm 40 tiếng, bây giờ giảm giờ làm, mình chỉ còn lại làm 30 tiếng, 20 tiếng thôi. Thì khi mà mình bị giảm giờ làm như vậy á, hồi trước á, miễn sao mình đủ điều kiện để mà nhận là 1 đồng tiền thất nghiệp của tiểu bang thì mình vẫn nhận được 600 đô tiền thất nghiệp của liên bang. Nhưng mà đợt này á, là mình phải nhận được tối thiểu là 100 đô mỗi một tuần tiền thất nghiệp của tiểu bang thì mình mới nhận được tiền thất nghiệp của liên bang nha. Và còn những bạn nào á, mà làm 1099 á, bình thường các bạn làm cái BUA, các bạn sẽ được nhận cái PUA cộng với lại cái tiền 600 đô của liên bang. Thì bây giờ các bạn coi lại coi đó là cái tiền thất nghiệp PUA của tiểu bang đó là mình nhận được bao nhiêu. Ví dụ như em biết á, là ở tiểu bang California nè, tiền PUA cho những bạn nào mà làm 1099 self-employed independent contractor đó là 167 đô một tuần. Thì nếu như mà các bạn nào ở California, các bạn lãnh được cái tiền và PUA là 167 đô một tuần, thì đương nhiên là các bạn sẽ đủ điều kiện để mà nhận được cái tiền 300 đô mỗi một tuần của liên bang này. Tại vì ở tiểu bang California là thống đốc đã confirm, tức là đã chắc chắn là sẽ không có bỏ vô 100 đô để mà những cái người thất nghiệp người ta nhận được 400 đô rồi, nên các bạn chỉ còn nhận lại được có là 300 đô mỗi một tuần thôi. Còn những bạn nào mà làm self-employed independent contractor ở những cái tiểu bang khác thì các bạn coi lại coi là trước khi mà mình nhận được cái 600 đô mỗi một tuần của liên bang trong cái Care Act á, thì mình nhận được cái tiền thất nghiệp PUA là bao nhiêu. Nếu như mà trên 100 đô thì đương nhiên lần này mình sẽ cũng nhận được là ít nhất là 300 đô nếu mà tiểu bang của mình không có chịu bỏ 100 vô. Còn nếu mà tiểu bang các bạn chịu bỏ 100 vô á, thì các bạn có thể nhận được cái số tiền nó lên tới là 400 đô đó. Có một số anh chị á, thì hỏi comment hỏi An á, là tại vì anh chị đi làm, anh chị còn bị giảm giờ làm, còn làm 30 tiếng thôi, 20 tiếng, 10 tiếng, thì anh chị có đủ điều kiện để mà nhận cái tiền thất nghiệp đợt này hay không? Thì cái câu trả lời này nó phụ thuộc vô rất là nhiều yếu tố. Tại vì
tùy vô cái giờ anh chị làm, tùy vô cái mức lương mà anh chị làm mỗi một giờ là bao nhiêu nữa. Ví dụ như anh chị làm 10 tiếng thôi, nhưng mà mỗi tiếng các anh chị làm cao quá, ví dụ 10 tiếng thôi mà mỗi tiếng mình làm 40 đồng, 50 đồng thì nó sẽ khác với lại một người, người ta làm 20 tiếng, 30 tiếng nhưng mà mỗi giờ người ta chỉ làm có 10 đồng, 11 đồng, 12 đồng thôi. Đó, thì em cũng đã làm một cái video em hướng dẫn anh chị cái cách mà để mà mình tính cái tiền thất nghiệp của mình, coi coi mình có đủ điều kiện để mà nhận được cái tiền thất nghiệp không ở những cái video trước rồi. Nếu mà anh chị chưa coi thì có thể tìm lại được những cái video trước của An coi dùm An nha. Và đó là những cái chia sẻ của An trong cái video ngày hôm nay. An cũng vẫn sẽ để cái đường link đầu tiên ở dưới phần comment, nó là hai cái link. Một cái link đó là An sẽ để cái đường link của bên Robinhood, nếu như mà anh chị nào mà muốn trade stock với lại bên Robinhood hoặc là muốn mở account với Robinhood mà mình chưa có cái account á, thì có thể dùng cái link của An để nhận được một cái stock free. Hoặc là cái đường link thứ hai á, là Webull. Khi mà mình mở account với Webull thì mình sẽ được nhận một cái stock free, mình deposit vô 100 đô nữa thì mình sẽ được nhận thêm nữa một cái stock free nữa. Nên là ví dụ mình mở account và mình trade với Webull thì mình sẽ nhận được hai cái stock free đó. Thì cảm ơn các anh chị, các bạn, các cô chú đã theo dõi cái video của An ngày hôm nay. Nếu như mà có comment gì hay là có gì muốn chia sẻ với An á, thì cũng có thể comment cho An biết ở dưới, hoặc là nếu mà mấy anh chị có những cái câu hỏi thắc mắc gì nữa đó thì cũng có thể comment ở dưới cho An biết nha. Chúc các anh chị, các cô chú thiệt là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bên gia đình cũng như người thân. Bye bye.